xong cũng chào hỏi nói chuyện rồi này kia, vui vẻ với nhau lắm luôn á. Rồi xong cái anh cũng ra nói với lại anh này là mình có đi xuống dưới bếp lấy nước rồi này kia, gặp vợ của ảnh vậy đó. Xong tự nhiên tới lúc đó tỉnh dậy mất tiêu. Anh cũng rất ngạc nhiên, anh cũng nói chứ anh cũng chả nghĩ gì nhiều, anh nói thôi cái giấc mơ hôm qua cũng hài hài nhưng mà chắc cũng không có gì ghê gớm. Xong bình thường qua hôm sau anh ngủ tiếp, thì tối ngày hôm sau thì anh lại tiếp tục có một cái giấc mơ, tức là giấc mơ này nó lại nối tiếp cái giấc mơ của tối ngày hôm qua. Anh hay hay có cái tình trạng đó lắm mọi người, tức là hôm nay anh đang mơ, ví dụ như đang mơ phần 1 thì qua ngày hôm sau thì có thể là anh sẽ mơ phần 2, rồi qua hôm sau nữa anh có thể mơ phần 3, ví dụ giống như vậy. Và những cái giấc mơ của anh nó sẽ liên tục và nó kết nối những cái tình tiết lại với nhau, chứ nó không có phải là giấc mơ lặp đi lặp lại. Thật ra anh cũng có những cái giấc mơ lặp đi lặp lại nhưng mà cũng có những cái giấc mơ đó là nó liên tục với nhau. Thì qua đêm hôm sau nằm mơ tiếp thì thấy vẫn cũng đi xuống dưới bếp rồi nói chuyện với lại chị này rồi cũng vui vẻ rồi này kia lắm. Xong cái quay lại với cái cảnh đó là anh đi lên nhà trên gặp anh chồng với anh bạn kia. Xong anh nói trời ơi anh ơi, em gặp chị vợ của anh ở dưới bếp á, chị nói chuyện dễ thương dễ sợ luôn á anh. Rồi em với lại chị nói chuyện rồi này kia ở dưới đó vui vẻ lắm. Xong cái anh bạn mà cũng tới chơi cùng á, anh nhìn qua anh anh kêu chứ chị nói gì vậy. Cái anh nói dạ thì em nói ở dưới bếp là em gặp chị vợ của anh này. Anh kia anh kêu chứ vợ của anh này mất lâu rồi mà sao mà chị còn gặp ở dưới bếp. Trời ơi, lúc mà anh nói câu đó xong là người anh là nổi da gà da vịt lên hết các bạn. Trong giấc mơ mà thấy biết là mình nổi da gà lên là biết là nó rùng rợn cỡ nào. Trời ơi, lúc đó là mặt nó bừng lên luôn và tay chân là bắt đầu run. Trong mơ mà mình biết là mình sợ. Xong anh nói ủa anh nói vậy là sao anh, tức là vợ của anh này mất rồi à? Thì anh kia anh mới tiếp lời, anh mới nói ừ đúng rồi, vợ của tôi là hồi đó cổ bị bệnh cho nên là cổ mất lâu rồi. Thế là lúc đó anh nghe xong anh đi xuống bếp lại một lần nữa để tìm cổ, để nói cho để coi có đúng những gì anh kia anh nói hay không. Mình thật sự cũng chưa tin nữa. Thì lúc đó đi xuống dưới bếp thì bắt đầu mới thấy cổ và cổ đang đứng ở trên cái cầu thang á, tức là cổ đứng ở trên cầu thang mà cổ hổng cái chân lên, tóc thì rủ xuống, mặc nguyên một bộ đồ trắng vậy á. Cái lúc đó là anh cũng cũng giận người, anh nói ủa chị ơi chị mất rồi hả chị, sao sao tối ngày hôm qua em còn nói chuyện với chị này kia vui vẻ lắm chị. Xong cái chị mới nói là ừ bạn ơi mình mất rồi, nhưng mà ảnh ảnh sợ mình về á, ảnh bắt con của mình cho nên đó là ảnh ếm ảnh không có cho mình vô trong nhà. Cái lúc đó là tự nhiên chị dẫn mình đi ra ngoài cánh cửa thì anh mới thấy là anh đứng trong nhà, chị bị đứng ở ngoài nhà, tức là chị nói là anh ếm anh không có cho chị vô cho nên đó là chị chỉ được ở ngoài thôi. Và khi nào mà anh tới anh nhà anh này chơi á thì lúc đó có cái lực của anh á thì chị mới được bước vô trong nhà để mà gặp con của chị, để mà nhìn rồi mọi người này kia sinh hoạt ở trong gia đình, chứ bình thường là chị không có được bước vô trong nhà. Trời, tự nhiên mình thấy mình thương chịu không nổi. Nghĩ lúc vợ chồng sống với nhau thì yêu thương ghê gớm lắm, nhưng mà đến khi mà âm dương cách biệt thì thông thường đó là người chồng họ rất là sợ, hoặc là cái một nửa còn lại họ rất là sợ và họ sẽ hay có cái tình trạng đó là ếm hoặc là nhờ thầy rồi này kia tới làm những cái biện pháp này biện pháp nọ để cho cái người kia họ không có cái linh hồn của họ không có về và không có quấy phá những người còn sống nữa. Xong rồi lúc đó tự nhiên anh cũng mình cũng tại vì giờ trước khi mà anh qua đây á thì anh cũng đi
chùa đi Phật thất rồi cũng hay về nhà rồi tối cũng ngồi thiền rồi này kia tụng kinh hồi hướng công đức cho những cái vong linh rồi này nọ. Nhưng mà sao tự nhiên tối ngày hôm đó khi mà gặp cái chị này tự nhiên mình quên hết trơn à. Bình thường khi mà gặp ở trong mơ những cái người này thì anh cũng hay nói đó là chị cố mình khuyên nhủ họ chị cố gắng tu hành, em sẽ cố gắng đọc kinh rồi này kia hồi hướng công đức cho chị. Tự nhiên quên nói cái câu đó mất tiêu, mà tự nhiên trong lòng mình lúc đó chỉ thấy sợ và sợ thôi. Tại vì các bạn biết là khi mà cái phần tâm linh của các bạn mà không có huân tập một thời gian, không có ngồi thiền tụng kinh niệm chú rồi này kia một thời gian, là khi mà trong mơ các bạn thấy ma các bạn sợ kinh khủng khiếp luôn á. Các bạn thấy là các bạn chạy thôi chứ các bạn không có dám đối đầu với lại những cái người đó đâu. Xong rồi giờ khi mà cái giấc mơ tỉnh dậy rồi anh cũng cũng nhiều, tại vì không biết anh như thế nào chứ khi mà cái kiểu giống như mình có duyên với lại những cái vong hồn á, đi tới đâu ngủ ở đâu họ cũng cũng gặp, họ cũng tới họ nói chuyện, họ cũng nhờ vả cái này nhờ vả cái kia. Nhiều khi mình cũng rất là ngại, tức là mình cảm thấy là sao mình không có giống như những người bình thường khác, mình chỉ mong một cái giấc ngủ êm đềm trôi qua thôi, mình không có muốn một cái vọng niệm gì hết. Nhưng mà tối ngủ vẫn bị họ tới họ nói chuyện rồi họ nhờ cái này họ nhờ cái kia, mà bây giờ biết làm sao được các bạn. Tại vì khi mà anh đọc một cái bài báo về cái vấn đề này, tức là họ nói những cái người mà khi mà có duyên với lại họ thì trong bóng tối hoặc là cho dù bất kỳ bạn ở đâu á thì trên người bạn nó có một cái năng lượng nó phát ra cái hào quang, cho nên đó là khi mà bạn đi tới đâu họ cũng sẽ thấy bạn hết á, và họ sẽ tới để họ nhờ vả. Thì thôi anh cũng nghĩ là thì thôi mình còn sống, họ mất mất rồi. Tuy nhiên có những người là cái năng lực của họ khi mất rất là mạnh, nhưng mà họ không còn cái thân nữa cho nên họ rất là khó tu. Các bạn tưởng tượng là khi mà các bạn còn cái thân ở đây ha, thì các bạn ví dụ như bạn ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn ngồi niệm như vậy á, xong rồi các bạn mệt quá, các bạn ví dụ các bạn nghĩ xa hơi một chút, nhưng mà nếu lúc đó cái tâm của bạn mạnh, các bạn nói không được, mình không được nghĩ xa hơi, mình phải tụng cho xong cái bài chú này mình mới được đi, ví dụ giống như vậy. Cái đó là các bạn còn có cái thân để các bạn kìm lại cái ý của các bạn, tại vì các bạn biết đó là cái ý của mình á là nó nhanh kinh khủng luôn, cho nên đó là khi mà cái ý của mình mà nghĩ một cái gì đó là nó thoát một cái là nó tới ngay cái chỗ mà nó còn nghĩ liền. Cho nên những cái người mà người ta không còn thân nữa họ rất là khó để điều tiết lại được những cái ý nghĩ của họ, tại vì khi mà họ chỉ cần nghĩ một cái gì đó là họ sẽ tới được ngay cái chỗ mà họ cần. Còn mình nó ví dụ như nhiều khi giờ đang ở Việt Nam muốn đi qua Mỹ, đi qua Anh thì cũng phải đi mua vé máy bay cho cái thân này nó leo lên trên cái máy bay, người ta mới chở cái thân này đi qua bên đó được, chứ đâu có phải là nghĩ một cái là tới được liền đâu. Bởi vì những cái người này khi mà họ nghĩ một cái, dù họ đang ở Việt Nam mà họ nghĩ họ muốn đi Anh là họ thoát một cái họ tới Anh liền, cho nên nó hoàn toàn đó là họ không kiểm soát được cái phần thân của họ, do đó là họ khó tu kinh khủng luôn. Tức là nhiều khi họ cũng muốn tu đó, họ cũng muốn ngồi tụng chú niệm kinh niệm niệm Phật đồ này kia đó, nhưng mà cuối cùng là cái ý của họ nó nhanh quá đi, họ không có làm được, cho nên họ sẽ đi nhờ những cái người phàm giống như mình. Tức là những người giống như mình là sẽ đi chùa tụng chú niệm Phật, tụng những cái bài kinh sám hối ví dụ, hoặc là làm những cái công đức như là phóng sanh này kia, ăn chay ví dụ như vậy, và hồi hướng những cái công đức đó lại cho họ. Thì giống như các bạn đã từng nghe thì khi mà mình hồi hướng công đức thì thông thường đó là những cái gì mà các bạn làm thì nó chia ra làm 7 phần đi ha, thì chia ra làm 7 phần thì những gì các bạn làm thì các bạn sẽ được 6, và cái một phần còn lại thì cho những người khác, là cho gia đình bạn bè những cái thập phương bá tánh. Đó là lý do là sao người ta nói ai tu nấy hưởng, tức là người nào mà có cái sự
trì hoặc là những sự tinh tấn thì người đó sẽ phát triển về cái mặt tâm linh. Còn những người còn lại thì khi mà bạn ăn ké của người ta thì các bạn chỉ dùng một phần nhỏ xíu thôi, và phải rất nhiều người cho bạn thì các bạn mới được một cái phần rất là lớn, ví dụ giống như vậy. Thì qua cái giấc mơ đó anh cũng có hỏi ở nhà, thì ở nhà cũng có nói với anh đó là tại vì ở nhà thì có một anh ông sợ, ông nói là sợ anh ở bên này đi đường xá tối rồi này kia là bị người ta theo, nên là cũng lo. Thì khi mà nói ra thì ở nhà thì đúng hơn là ông bố ở nhà ông cũng về cái phần tâm linh ông rất là mạnh, thì ông nói nó yên tâm đừng lo, nói nó từ nay về sau đó là không phải chỉ một người tới tìm đâu mà còn rất là nhiều người tới tìm nó nữa, để mà nhờ nhờ cái đạo lực của nó để mà họ có thể đi gia hộ thêm cho họ, để họ đi đầu thai về một cái cảnh giới khác. Ôi trời ơi, mình nghe xong mình cũng thấy rùng rợn, nhưng mà nói chung mình thấy thôi vậy cũng được. Ít ra đó là khi mà các bạn còn sống trên cuộc đời này, các bạn có những cái phần mà người ta tới người ta nhờ vả mà mình giúp được cho họ thì cái đó cũng là một cái duyên, và mình cũng cảm thấy là vui vì mình cũng có thể giúp được cho họ một cái phần nào đó để mà nhanh chóng thoát khỏi cái kiếp mà lơ lửng này. Tại vì các bạn biết là khi mà họ không có được đầu thai vào một cái cảnh giới cụ thể nào, họ cứ vất vưởng gì đó, nay đây mai đó, kiểu họ không có biết đi đâu về đâu, thì sống lâu ngày dài tháng họ sẽ trở thành tinh, và càng như vậy thì sẽ càng làm hại những cái người phàm khác thôi, cũng sẽ không tốt. Cho nên là nếu mà có ai tới nhờ vả các bạn một điều gì đó thì các bạn cố gắng bình tĩnh, trong mơ các bạn cố gắng giữ cái sự bình tĩnh của mình, và sau đó là mình cố gắng khuyên nhủ họ rồi cảm ơn anh chị đã tới tìm tôi. Thì bây giờ mình cũng nói thẳng luôn đó là sức của mình không có, đạo lực của mình không có đủ mạnh, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để mà mình tụng kinh rồi niệm chú rồi này kia, mình ăn chay mình phóng sanh để mình hồi hướng những cái công đức đó lại cho họ đó. Thì nhiều khi họ cũng chỉ cần có như vậy thôi là họ đã cảm thấy an vui ở trong lòng, và họ có thể đầu thai đi về một cái cảnh giới khác tốt hơn rồi. Thì đó là những cái câu chuyện mà khi mà anh qua bên Đức này và mơ thấy được. Thì thực tế ra là nếu mà ở Việt Nam thì anh còn rất rất là nhiều chuyện, mà có những cái chuyện mà nó làm cho mình vẫn còn sốc và vẫn còn nhớ cho tới tận ngày hôm nay. Thì giờ đó chỉ là một vài cái câu chuyện nhỏ của anh cho cái dịp lễ mà Halloween, mặc dù nó đã qua rồi nhưng mà nó cũng thêm phần xôn tụ tí xíu. Thì nếu mà mọi người có những cái comment hoặc là có những cái ý kiến gì đóng góp thì mọi người có thể là comment ở bên dưới để cho anh biết ha. Thì rất hy vọng đó là mọi người sẽ luôn ủng hộ và luôn đồng hành cùng với anh trong những cái video tiếp theo nói về cuộc sống ở Đức, và hy vọng đó là cái video này sẽ không có làm cho mọi người thất vọng, tại vì có thể là mọi người hy vọng là expect là cái video này không cần gì đó nó rùng rợn ghê gớm khủng khiếp cho cái kỳ lễ, cho cái lễ Halloween, nhưng mà thật sự là anh rất là hiếm khi mà gặp ở ngoài đời, hầu như những gì mà anh biết được đó là đều qua những cái giấc mơ hết, và những cái giấc mơ của anh là hầu như là nó đều đúng, ít nhất đó là phải 90%. Cái này là những người mà quen anh thì họ sẽ biết anh không có nói xạo đâu đó. Cho nên đó là nếu mà các bạn có những cái câu chuyện gì về tâm linh mà hay hay á, thì các bạn có thể share ở dưới phần